Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắc mích và trang nghiêm thân khẩu ý cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu phước duyên lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ittipiso kayawa arahang samma sambuddho vicca carana sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho kayawati. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca vacchena hotu me jayamangalang uttamang yena vandenang padapang song varottamang buddhe yo kalito doso buddho kamatutang mamang. Svakato bhagavata dhammo sanditthiko akkaliko ehipassiko opanayiko paccattang veritappo vinyuhiti. Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saccavo autu me jayamangalang uttamang yena vandenang thamman cha du vi thang qua rằng tham mê vô kha li tô đô so tham mô tham a tu tăng ma măng. Supatipanno bhagavato savaka sangho ujjupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samicipatipanno bhagavato savaka sangho ya di đăng chát pa ri ku ri sa yu ga ni a tha ku ri sa po kya la e sa pa ga wa to sa wa ka sang ko a hu ne yo pa hu ne yo đắc hi ne yo an cha li ka ra ni yo an u ta rang pu nya khe tăng lo ka sa ti na ti me sa ra ngang an nhang sang ko me sa ra ngang ete na sacca vacce na hotu me caya mangalang uttamang yena vandehang sanghang ca du vipappamang sangheyo kalito doso sangho kamatutang mamang. Vandami cetiyang sabbang sabbattane upatitthitang saririkathatu mahabodhen buddharupang sakalang sada. Sambut
thế a pha vi san cha đa ra san cha sa ha sa khe pan cha sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hang te sam tham man cha sam khan cha a da re na na ma mi hang na ma ca nu vua pha vê na ham pha sa bê u pa te a me ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa tu sam bút thế panh cha cha panh nhà sanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hang te sang tham man cha sang thanh cha a đa rê na na ma mi hang na ma ca ra nu pa vê na han pa sa bê u pa ta vê a me ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa tu Sambuddhe na vuttara satte attha chattali sasahasake visati satasahasani namami sirasa aham te sangtham mancha sangthancha adare na namami hang namakara nupave na ham toa sabbe upadda ve aneka Amparaya pivinasanto ase sato sabbe puratima yadisa yasatta avera sukhi hontu sabbe puratima yanudisa yasatta avera sukhi hontu sabbe dakkhina yadisa yasatta avera sukhi hontu sabbe đắc khi na ya nu di sa ya sa ta we ra su khi hon tu sa be pa chi ma ya di sa ya sa ta we ra su khi hon tu sa be pa chi ma ya nu di sa ya sa ta we ra su khi hon tu sa be uttara ya di sa ya sa ta we ra su khi hon tu sa be uttara ya nu di sa ya sa ta we ra su khi hon tu sa be uparima ya di sa ya sa ta we ra su khi hon tu sa be heti ma ya di sa ya sa ta we ra su khi hon tu sa be sa ta we ra hon tu su khi ta hon tu ni do kha hon tu ap ya pa cha hon tu ani ya hon tu di ga yu ka hon tu aro ga hon tu sam pa ti hi sa mi chan tu su khi ap ta nang pa ri ha ran tu do kha pa ta cha nít đô kha pa ya pa ta cha nít tha ya so ka pa ta cha nít so ka hon tu sa bê pi pa ni no a ka sa tha cha pa ma tha wa na ya ma hi ti ka pun nhang no anu mô đàn tu chi răng rạc khan tu sa năng a ca sát tha cha phum ma tha đê hoa na ya ma hi thi ca pun nhang no anu mô đàn tu chi răng rạc khan tu no ga ru a ca sát tha cha phum ma tha đê hoa na ya ma hi thi ca Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rạc khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đê hoa na ya ma hi thi ca Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rạc khan tu na ni nô tu pa ni nô a ca sát tha cha phum ma tha đê hoa na ya ma hi thi ca Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rạc khan tu nô sa đa y đăng qua ta nô bồn nhang a sa wa kha ya wa hang ho tu a na ya te ca lê sa thu sa thu. Thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài Bali cho chúng con được sự lợi ích. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Con xin dâng mic đến cho sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào các học viên.
Hôm nay thì chúng ta lại bắt đầu thêm một bài học mới, đó là bài học số 4. Trong bài học này thì bài học này đó là chúng ta học về đạo sĩ Asita chúc mừng, tức là nói về đạo sĩ Asita đến chúc mừng Đức vua Thịnh Phạn vừa có được một hoàng nam. Đó là phần cũng liên quan đến phần lịch sử Đức Phật. Vì phần này thì chúng ta gồm có bên cạnh phần lịch sử thì mình có mình học phần văn phạm, đó là phần động từ. Hôm trước thì mình học một bài học về danh từ, hôm nay một phần mới của bài học đó là phần động từ. Trong phần động từ này thì mình học thêm một cái thì hiện tại, một phần nhỏ của thì hiện tại, rồi phần nhân xưng đại danh từ âm hát, nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất. Trong phần nhân xưng đại danh từ này thì trong bài học thì cho có đề cập nguyên cho mình một cái bảng chia. Nhưng ở đây thì cái yêu cầu của sư của bài học này thì chủ yếu mình nhớ hai từ cho sư được rồi, nguyên cái bảng chia đó. Cái từ đó là chữ âm hát này thì dịch là tôi. Mình nhớ cho sư cái chữ là a hăng là tôi và máy văn là chúng tôi. Nhớ hai chữ đó được rồi, nguyên cái bảng đó. Nguyên bảng nó 7 cách. Nhớ hai cách đó là được rồi để mình sử dụng dành cho cái bài học này. Yeah. Rồi mình có phần đàm thoại về cách hỏi tên. Đàm thoại về cách hỏi tên. Giờ mình nói sơ qua về phần lịch sử Đức Phật. Phần cần nhớ trong phần này đó là khi mà Đức vua Tịnh Phạn có được một vị hoàng nam thì đạo sĩ này trước đây thì cũng hay tới lui ở trong hoàng cung, cho nên khi mà hay thông tin này thì đạo sĩ Asita còn có tên là Kaladewala cũng trở về hoàng cung dự định để chúc mừng Đức vua. Nhưng điều bất ngờ đó là khi mà đạo sĩ đi đến rồi Đức vua bồng thái tử dự định dạy thái tử để sái chào đạo sĩ đó. Thì khi mà bồng đứa bé đến thì thái tử lại lấy cái chân của mình đặt lên đầu của vị đạo sĩ. Rồi thay đạo sĩ làm một cái cử chỉ nào khác thì đạo sĩ ở đây đó là đạo sĩ cũng để cho thái tử để cái chân lên đầu của mình, rồi mỉm cười, rồi sau đó lại bật khóc. Thì thấy độ kỳ lạ đó, Đức vua Tịnh Phạn mới hỏi thì đạo sĩ cho biết nó là ông cười vì ông mừng đó là thái tử này sẽ trở thành một vị Phật, còn ông khóc đó là vì ông cảm thấy tiếc, đó là vì bản thân mình sẽ không được gặp thái tử khi mà ngài được thành Phật. Và trong lúc đó trước cái thái độ của đạo sĩ như vậy á, Đức vua Tịnh Phạn cũng không kiềm chế được, tức là lúc bây giờ Đức vua cũng đảnh lễ. Lúc mà thái tử, ông đạo sĩ này chấp tay xá chào thái tử, Đức vua cũng là người đã chấp tay xá chào thái tử lần đầu tiên, tức là vua cha cũng là người chấp tay xá chào thái tử lần đầu tiên mà vị vua đảnh lễ cho con của mình. Thì đây là phần lịch sử của Đức Phật. Trong cái phần bài học này rồi phần thứ hai mình cần học ở đây đó là phần liên quan đến phần lịch sử này thì mình học về phần từ vựng, phần từ vựng trước. Phần từ vựng, từ vựng bài này thì mình có khoảng 20 từ vựng. 20 từ vựng ở trang đầu này mình có 10 từ vựng. 10 từ vựng rồi bài phần sau mình có 5-7 từ nữa.
giờ sư sẽ đọc trước rồi giống như mọi khi, sau đó thì mời lớp giơ tay lên đọc. Giờ bây giờ một trang có đến 10 từ, mà 10 từ thì khá nhiều. Mỗi một người mà đọc 10 từ thì chắc mình không đủ thời gian. Cho nên mỗi một người đọc 5 từ ha. Mỗi một người đọc 5 từ, rồi người còn lại thì đọc tiếp. Dạ, là hai người đọc một lần. Giờ sư sẽ đọc trước, rồi sau đó sẽ mời nhóm đọc, sẽ mời lớp đọc ha. Rồi giờ sư sẽ đọc trước. Giờ đọc từ trên xuống ha. Tại ở đây tôi vẫn khá nhiều cho nên đọc từ trên xuống luôn. Và ở đây thì vì bài này mình bắt đầu học động từ, cho nên ở đây sư sắp một lọ các động từ để mình làm quen với nó. Để đến khi mình vào học về động từ thì mình không còn bất ngờ với nó nữa, không còn xa lạ với nó. Mình học trước các động từ này. Rồi chúng ta nghe đọc. Hasati, Hasati, Lapati, Lapati, Wandati, Wandati, Uchati, Uchati, Aharati, Aharati, Rodati, Rodati, Tapasasa, Santikang, Tapasasa, Santikang, Tapasasa, Santikang, Tapasasa, Santikang, Pawati, Pawati, Abhinandana, Abhinandana, Sunati, Sunati, Asita, Tapasa, Asita, Tapasa, Asita, Tapasa. Phần nghĩa Việt đó, nếu chúng ta nhớ thì tốt, còn không nhớ thì chúng ta để xem lại ở trong sách cũng được. Nếu ai nhớ rồi thì tốt, còn không nhớ thì chúng ta để xem lại ở trong sách. Chủ yếu là chúng ta đọc được các từ vựng Bali ở đây. Còn nhớ nghĩa Việt thì nếu mà chúng ta ai nhớ được thì tốt, còn nếu mà không nhớ thì cứ xem lại ở trong trong sách Bali sau đó. Chủ yếu là đọc cho được. Hasati là cười, Lapati là có hoặc là được, Wanati là đảnh lễ, Uchati là hỏi, Aharati là mang đến, Rodati là khóc, Apasasa Sannikan là đi đến gần vị đạo sĩ, gần vị đạo sĩ, gần vị đạo sĩ. Pawati thì hoặc là nó gần gần giống như động từ to be gì đó, cái động từ Pawati này thì là hoặc là có. Abhinandana, Abhinandana là chúc mừng. Sunati là nghe. Asita Tapasa đạo sĩ Asita. Rồi lần nữa ha. Asati, Hasati, Lapati, Lapati, Wanati, Wanati, Uchati, Uchati, Aharati, Aharati, Rodati, Rodati, Tapasasa, Santikan, Tapasasa, Santikan, Pawati, Pawati, Abhinandana, Abhinandana, Sunati, Sunati, Asita, Tapasa, Asita, Tapasa. Rồi lần nữa, Hasati, Lapati, Wandati, Uchati, Aharati,
người đầu tiên chúng ta chỉ đọc năm chữ đầu ha, năm chữ đầu ở hàng đầu tiên này. Rồi người kế tiếp chúng ta đọc năm chữ kế tiếp: rô đá tí ta phá xá san tí càng phá hoa tí a phi nần đá nà su nà tí a si ta ta phá xá. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên ha. Ai đọc được giơ tay lên, hai người đọc, mỗi một người đọc phần nữa. Thăm các có lên room chưa à? Thăm các có lên lớp học chưa à? Dạ có ạ. À, dạ. Rồi mời các tử đọc giúp sư, mỗi người đọc ra 5 chữ. Xin mời Phật tử Đức Minh Ngạn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Rồi. Dạ. Hà sa tí là cười. Hà sa tí. À, dạ xin lỗi. Hà sa tí cười. Lá phá tí là có hoặc được. Qua tí là đảnh lễ. Pú cha tí là hỏi. À há ra tí là mang đến. À. Rồi, giỏi quá. Vừa nhớ nghĩa gì là quá giỏi. À. Nhưng mà Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Rô đá tí ta phá xá xá san tí khang phá quá tí hà hi áp hi nàng, áp hi áp hi na đa na áp hi nàn đa na áp hi nàn đa na su na su na tí a si ta ta phá xá Asita Tapasa. Dạ thì sư con xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ con xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Mời người khác đi. Dạ, con xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Há xá tí là cười. Láp phá tí được hoặc có. Quanh đá tí đảnh lễ. Bút chá tí hỏi. A há rá tí mang đến. Con xin hết. Cô Hảo Nguyễn có đây không ạ? À? Phải con thấy cô mở mic. Những con bài tiếp. Cứ mời người khác đi. Dạ rồi, dạ rồi. Con xin mời cô Liên Diệu. Dạ, dạ bố Phật thư sư con đọc. Dạ bố Phật thư sư con đọc ạ. Rô đá thí có nghĩa là khóc. Ta pa sa sa khang ti căng có nghĩa là gần vị đạo sĩ. Pavati có nghĩa là thì, là hoặc là có. Apina có nghĩa là chúc mừng. Sunati có nghĩa là nghe. Asita tapasa có nghĩa là đạo sĩ. Đạo sĩ Asita. Asita. Rồi. Con xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư con xin đọc. Ha sa tí cười, la pha tí có được, quan đa tí đảnh lễ, pu cha tí hỏi, ahara tí mang để nhỉ? Con xin hiểu dạ. Con xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Rô đa tí ta san tí khăn là đi đến gần vị đạo sĩ. Phá quá tí là thì, là thì hoặc là. Api nandana api dandana là chúc mừng. Suna tí là nghe. Asita ta ba xá là đạo sĩ Asita. Dạ thưa sư. Xin mời Phật tử Chi.
Dạ con xin đọc ạ. Há sát tí là cười, lát phát tí là có được, quanh đá tí là đảnh để, phút chết tí là hỏi, ha há rát tí là mang đến ạ. Dạ con xin hết. Con xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Con xin đọc ạ. Rô đá tí là khóc, ta phá xá xá sang tí căng, đi đến gần vị đạo sĩ ạ. À. Pha quá tí thì là có. A hí năn đá na, chúc mừng. Sú ná tí, nghe. A xí tá, ta phá xá đạo sĩ. A xí tá, dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Mai Châu. Mà Phật tử Mai Châu ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ha sa tí la ba tí quanh đá tí bu cha tí a ha ra tí. Dạ mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư con đọc ạ. Rô đá tí ta pá xá xa ta pá xá xá tí căng sa tí căng quá vá tí áp hí năng đa xá áp hí năng đa na áp hí năng đa na su na tí a a tí a xí ta ta a xí tá ta pá xá. Dạ thưa sư con hết. Ai đọc rồi để tay xuống ha. Ai đọc rồi để tay xuống. Quý phương tử nào đọc rồi quan thể để tay xuống. Sao Nguyên, Sao Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Rô đá tí là khóc, ta pa sa sa san ti cân là đến đạo sĩ, phá quá tí là thì là, apit nan đa na sự chúc mừng, sun na tí là nghe, asita ta pa sa là đạo sĩ Abhidhamma. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Lâm Thiện Nương. Dạ con xin đọc ạ. Ha sá tí là cười, lắp bát tí là có được, quanh đá tí là đảnh lễ, út chá tí là hỏi, a há rá tí là mang đến. Dạ bà xin đọc. Con xin mời Phật tử Minh Pháp. Dạ sư con đọc ạ. Rô đá là khóc, ta bá sát sát san tí căng là đến gần đạo sĩ, phá vá tí là động từ tu bi, thì là có, a phi nan đa na là chúc mừng, su na tí là nghe, a si ta ta bá sát là đạo sĩ a si ta. Con xin đọc. Ha sát tí là cười, la pha tí có, ban đá tí là đảnh lễ, thu đá tí là hỏi, a ha ra tí là mang đến. Con xin hết. Rồi. Xin mời cô Thánh Nguyên bỏ tay xuống nè. Sang Nguyên chưa bỏ tay xuống nè. Cái Phật tử nào đọc rồi quen hay bỏ tay xuống à? Xin mời cô Tấm biểu hiện. Dạ thưa sư con xin đọc. Rô đá tí là khóc, ta bá sát xá san tí căng là đến gần đạo sĩ, pháp bá tí có nghĩa là thì là ở,
Afinandana là chúc mừng. Su na tí là nghe. Asita ta bát xá là đạo sĩ A Tư Đà. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Lân Liễu Manani. Hasati, lapati, wandati, kumsati, aharati. Xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin đọc. Rodati khóc. Tabasasa Santikhan đến gần đạo sĩ. Phagati thì là ở. Abhinandana sự chúc mừng. Sutnati nghe. Asitabasasa đạo sĩ Atuda. Dạ xin hết ạ. Quý phụ tử sau khi đọc xong rồi quan hệ bỏ tay xuống ạ. Trần Thiện Hoa. Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Cô thư sư, con đọc sau được không ạ? Mời người khác đi, mời người khác. Dạ. Xin mời Phật tử Thâm Mi Cá Liễu. Dạ, thư sư con xin đọc ạ. Rồi. Asati, Lafati, Pandati, Bukchati, Azati. Dạ, con xin mời Phật tử Kim Cung. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Rodati là khóc. Ta bá xá sát. Sang Thi Căng là đến gần đạo sĩ. Phá Vá Tí là thầy là. Á Phí Nan Đá Na là chúc mừng. Sơn Sơn Na Tí. Su Na Tí. Su Na Tí. Nghe. Là nghe. Su Na Tí là nghe. A Sĩ Tá. Ta Bá Xá là đạo sĩ A Sĩ Tá. Thư sư cũng xin hết. Cô xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thư sư xin đạt ạ. Há Xá Tí là khóc. Đá Bá Tí là có được. Quanh Đá Tí là đảnh lễ. Quốc Chá Tí là hỏi. A Há Rá Tí là mang lấy dẫu xin hết nha. Con thư sư con đọc luôn được không ạ? Đọc đi. Dạ con thư sư con đọc ạ. Dô Đá Tí khóc. Ta Bá Xá Xá Sân Căng đến gần đạo sĩ ạ. Phá Quá Tí thì là có. Ta Phí Nan Đá Ná chúc mừng. Xí Na Tí nghe ạ. A Xí Xá đạo sĩ A Xí Tá. Con xin hết ạ. Rồi. Con phải xuống đi. Con xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Hảo Nguyễn như không có mặt hay sao đó. Hay là mạng bị yếu hay sao? Dạ dạ. Vậy con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Tuyết Ngọc. Dạ thưa con xin đọc ạ. Há Sắc Tí là cười. Lá Hát Tí là có được. Quan Đắc Tí là đánh lễ. Bú Chát Tí là hỏi. Á Há Rạp Tí là mang đến. Thư sư xin hết ạ. Quý Phật tử nào đã đọc xong mà quan hệ bỏ tay xuống ạ. Con xin cảm ơn. Còn ai nữa không? Dạ hết rồi sư ơi, dạ hết rồi. Rồi, rồi.
Rồi chúng ta nghe đọc lại ha, nghe đọc lại nhà, nghe đọc thêm. Hasati, hasati, lapati, lapati, wanati, wanati, puchati, puchati, harati, harati, rodati, rodati, tapasa, santikan, tapasa, santikan, pawati, pawati, apinandana, apinandana, sunati, sunati, asita, tapasa, asita, tapasa. Rồi bây giờ chúng ta trang sao qua sang sang trang 2 ha. Trang 2 chúng ta có 6 từ vựng. 6 từ vựng nghĩa đơn giản, chúng ta đọc một lần một cho hết ha. Anh cha linh bắc gần hà tí. Anh cha linh bắc gần hà tí. Anh cha linh bắc gần hà tí. Amma ha. Chata, Putha, Pupala, lẫn chữ Pupala hai lần hả? Bỏ chữ đi ha, bỏ chữ Pupala đi, lấy một chữ thôi. Rồi đọc lại. Anh cha linh bắc quan hà tí. Anh cha linh bắc quan hà tí. Anh cha linh bắc quan hà tí. Âm hà. Âm hà. Tháp mù lá. Tháp mù lá. Chắc tà. Chắc tà. Phút thá. Phút thá. Phù bà lá. Phù bà lá. Rồi lần nữa. Anh cha linh bắc quan hà tí. Âm hà. Tháp mư lá. Chá tà. Út thá. Phù bà lá. Chữ anh cha linh bắc quan hà tí ở đây tức là chắp tay xá chào. Chắp tay xá chào. Âm hà là tôi. Tháp mư lá hay là chá tà ở đây tức là bính tóc. Phút thá đây là Đức Phật, Phu Ba Lá là Đức Vua. Rồi ai đọc được giơ tay lên. Dạ, thưa sư cho con xin hỏi là sư đọc lại dùm cái từ thá mi lá hay là thá mi, tại vì có từ hai, có hai từ N thì là mình đọc sao sư? Hai chữ N là đọc dạ. Ghép là thá mi lá. Là min lá đúng không sư? Min đúng lá. Rồi, ghép một chữ em mà anh là do tha mi lá. Tha mi lá. À, là vào. Dạ, rồi còn cái từ mà bắt găng há tí sư. Bắc anh chá linh tí. Có nghĩa là cái từ g đó là k đúng không sư? Bắt găng. Bắt găng. Bắc gần hà tí. Bắc gần hà tí. Bắc gần hà tí. À, dạ rồi con cảm ơn sư. Bắc gần hà tí. Rồi. Bắc gần. Anh cha linh. Rồi anh cha linh bắc gần hà tí. Vẫn chỉ là bình thường, vẫn là gá. Bắc gần hà tí. Rồi ai đọc được giơ tay lên ha. Rồi thăm cám mời đi, mời em xin. Em mời cô Dự Bảo à. Dạ con xin đọc. Âm há là tôi. Thăm mi la cha cha ta. Thăm mi la.
Tamila. Tamila Chata. Anh cha linh bắc gần Hà Tý. Bút thá Thù bà lá. Con xin hết. Con xin mời Phật tử Kim Cúc. Là dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Âm há là tôi, thá minh lá chá ta là búi tóc, anh chá liên bắt gan hà tí là chắp tay xá chào, bút thá là Phật, phu ba lá là vua. Thưa sư, con xin hợp. Con xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Thưa con đọc ạ. Anh Trá Linh bắt quan hai tí chắp tay xá chào. Âm há tôi ạ. Hai mi lá cha ta. Bút thá Đức Phật. Bù ba lá Đức Vua ạ. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ con xin đọc ạ. Âm á là tôi ạ. Tham minh lá ra tá. Anh gia linh, anh gia linh phát gần ha tí. Bút thá khu tha lá. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Anh Chá Linh bắt gân ha tí chá chào. Âm ha là tôi. Thá minh lá chá tá là biến tóc. Chá tá chá, chá ta. Dạ. Thá minh lá chá ta là biến tóc. Bút thá là Đức Phật. Bút ba lá Vu Ba Lá là Đức Vua. Dạ thưa sư, con xin hết. Quý Phật tử, sau khi đọc xong là quan hỷ hạ tay xuống rồi. Con xin mời cô Liên Diệu. Dạ mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Anh Chá Liêm Bắc Gan Ha Tí là chắp tay xá chào. Âm Hạ tôi. Đa Mi La Chà Bím Tóc. Phụ Tha là Đức Phật. Phu Ba Lá là nhà vua. Dạ. Con xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Anh Cha Linh Phát Gan Ha Tí chắp tay xả chào. Âm thôi. Tham Mi Lá Cha Ta Bím Tóc. Bút Thá Đức Phật. Phu Ba Lá Đức Vua. Con xin hiểu ạ. Xin mời Phật tử Minh Pháp. Dạ thưa sư, con đọc. Anh Chá Liên Bắc Gần Hà Tí chắp tay xá chào. Âm hát tôi. Tha Minh Lá Chá Ta Bím Tóc. Bút hát Đức Phật. Phu Ba Lá Đức Vua. Dạ con hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Anh Chá Liên Phát Gân Há Tí là chắp tay xá chào. Á ha âm ha Hoa Minh Lá Chá Tá là bính tóc. Bút Thá là Đức Phật. Bù Bá Lá là Đức Vua. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Bỏ đi Phật tử Hảo Nguyễn, nó bị lỗi gì đó. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Anh Cha Linh Phát Găng Hà Chi Âm Há Đá Mi Lá Chá tá tháp mười lá tháp mi lá
Jata Buddha Bupala. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Mai Châu. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Anjalim Bhagahati Amha Thapmila Jata Jata Buddha Bupala. Xin hết. Xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu. À, thưa sư, con xin đọc ạ. Anh cha linh bắc gần hà tí àm hạ thá mi thá mìn lá chá tà út thá hù bà lá. Dạ, sư con xin nghe đó. Xin mời Phật tử Đức Minh Ngạn. Xin đọc ạ. Anh cha linh bắc càng hà tí là chấp tay xá chào, âm há là tôi, tha miền lá là biến tóc, chá ta cũng biến tóc, bút tha là Đức Phật, phù ba lá là Đức Vua. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư con đọc ạ. Ăn cá linh bắt găng hà tí là lá chào, âm há tôi, há minh lá ra chá, há minh lá ra chá là biến tóc, chá ta là biến tóc, bút ha là Đức Phật, hu ba lá là Đức Vua. Dạ thưa sư con hết. Xin mời Phật tử Chi. Dạ con xin đọc ạ. Anh cha linh bắc bằng gần hà tí là chấp tay xá chào, âm há là tôi, đà mì lá à, tha mì lá à, chà tá à, chá tạ. Cái đó là biến tốc. Buddha Đức Phật, Buddha là Đức Phật, Buddha Bupala là Đức Vua. Con xin hết ạ. Quý Phật tử sau khi đọc rồi quan hệ hạ tay xuống ạ. Con xin mời cô Tấm biểu hiện. Dạ thưa sư con đọc. Anh cha linh bắc găng ha tí có nghĩa là chắp tay xá chào, am há là tôi, tha min lá là biến tóc, cha tá cũng là biến tóc, cha tà là biến tóc, bút há là Đức Phật, hu pa lá là Đức Vua. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Sao Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ăn cha liên phát căn hà ký là chấp tay xá chào, âm há là tôi, thập mi lá cha ta là búi tóc, phút thá là Đức Phật, phu pa lá là Đức Vua. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư con xin đọc. Anh trở linh bắt gân hà tí là chắp tay xá chào, âm há là tôi, đá mi lá chá ta là bính tóc, bút đá là Đức Phật, bu ba lá là nhà Đức Vua. Dạ xin hãy giang. Xin mời Phật tử Loan Liễu Thăm Má Đa Ni. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Anh trở linh bắt gân hà tí là chắp tay xá chào, âm há là tôi, tha mi lá chá ta biến tóc, bút tha Đức Phật, phù ba lá Đức Vua. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin đọc. Anh giáo liêm bắt gân ha tí chắp tay xá chào, anh há tôi, tha mi lá giác ta biến tóc,
Bút Thá, Đức Phật, Bút Ba Lá, Đức Vua. Dạ xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Anh Chá Linh Bắc Răng Tài Âm Hả Tha Minh Lá Cha Cháu Ta Làm Biến Tóc Thu Ta Lá Là Đức Vua. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Song Tiên. Dạ sư sư con xin đọc ạ. An cha linh bắc gan hà tí am ha tha mi la chát ta bút tha phù ba la. Dạ thưa sư, cho con hỏi một xíu là cái chữ tôi á, có thể đọc là cái đó là khi mà người ta chia rồi, cái này là nguyên mẫu của nó. Dạ mô Phật. Tí nữa ta chia cái chữ âm hát là chữ gốc của nó, còn á khăn là người ta chia nó rồi. Dạ mô Phật. Nhưng mà Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc An Cha Linh Phát Gan Hà Tí là chắp tay xá chào. Am Hát là tôi. Tha Mi Lá Chá Ta là biến tóc. Bút Hát Đức Phật. Phút Ba Lá Đức Vua. Con xin hát. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, An Cha Linh Bắc Gần Hà Tị là chắp tay xả chào. Ám Hạ là tôi. Tham Mi Lạ Chà Tạ Chà Tà là biển tóc. Bút Thạ là Đức Phật. Vù Bà Lạ là Đức Vua. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ám Hạ Tha Mi Lạ Rata Anjalin Pagan Hati Buddha Pupala. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Chú Phật tử sau khi đọc xong lại lưu ý hạ tay xuống ạ. À sư ơi hết rồi ạ. Dạ. Rồi nghe đọc lại ha. Nghe đọc lại để chúng ta học mới. Bà sư cho con hỏi ạ. Chữ CT ở trong cái từ vựng này có nghĩa là gì? Không. Chỗ đến gần đạo sĩ á sư, có cái chữ CT trong ngoặc á sư. Sao có chữ là ta bát sát sát sang tí căng á sư, có chữ CT đến gần đạo sĩ, CT đó có nghĩa là gì? Dạ là cụm từ á cô. Dạ cảm ơn ạ. Ờ, trong sách á hả? Dạ đúng. Dạ. Rồi sư. Dạ trong sách là cụm từ á. Còn cái chỗ á là cái chỗ am há tôi á sư, cái đó là cái gì ạ? À? Đó là nhân xưng đại danh từ, cái đó nó có bản viết tắt của nó mà. Dạ. Có xem cái bản viết tắt của người ta đó. Dạ. Có bản viết tắt ở đầu sách đó. Dạ con cảm ơn sư ạ. À. Đảnh lễ sư. Rồi nghe đọc lại. Anh cha linh bắc gần hà tí. Anh cha linh bắc gần hà tí. Âm hát. Âm hát. Thạm mừng lá. Thạm mừng lá. Chá ta. Chá ta. Phút thá. Phút thá. Phù bà lá. Phù bà lá. Rồi đó là phần từ vựng. Bây giờ chúng ta qua học phần văn phạm tí ha. Phần văn phạm tí thì chúng ta nghĩ. Bây giờ phần văn phạm học về động từ. Động từ trong xem ra trong Pali cái cách hình thành động từ nó như thế nào.
một động từ mà nãy giờ mình học, ví dụ động từ như là động từ ví dụ như là asati, lapati, vandati, puchati, rodati, pavati, sunati chẳng hạn. Mình xem các động từ nó được hình thành như thế nào. Thì mình xem nè, ở đây nè, các động từ nó được hình thành như thế này. Tức là từ một ngữ căn, từ một ngữ căn, rồi sau đó nó cộng với một tiếp vị ngữ, một tiếp vị ngữ, sau đó nó cộng với một vị ngữ của thì, ví dụ như là thì hiện tại, thì quá khứ, thì vị lai gì đó, nó cộng thêm một cái thì nó được một cái động từ. Như vậy một động từ nó gồm ba thành phần là gì? Là ngữ căn, một tiếp vị ngữ, rồi một cái thì, là nó ra được một cái động từ. Đây, nhắc lại ha, một động từ gồm ba thành phần, một ngữ căn, một tiếp vị ngữ với một thì, một tiếp vị ngữ của thì, một vị ngữ của thì. À, nói ngắn gọn là một ngữ căn, một tiếp vị ngữ cộng với thì được động từ. Rồi phần thứ hai đó là nói về phần hình thành động từ. Động từ thì nó được chia thành hai số. Nó giống như là danh từ hôm trước. Danh từ hôm trước thì cũng có hai số, tức là số ít, số nhiều. Xin lỗi, động từ nó cũng được chia làm hai. Tức là nó chia thành số và ngôi. Chia thành số và ngôi ha. Động từ chia làm số là ngôi. Tức là trong động từ đó là gồm hai thành phần, nó gồm có số và ngôi. Danh từ hôm trước á, là mình có bốn thành phần. Danh từ hôm trước mình có gì? Mình có là vị ngữ nè. Ây da, vị gì ta? Đại sư một tí nè. Hôm trước mình học về danh từ, cái danh từ nó có bốn thành phần, tức là nó có vị ngữ, nó có ngữ số, rồi nó có cách, rồi có gì nữa, nó có tiếp vị ngữ, có cách, có ngữ số, có gì nữa, là có bốn thành phần của nó. Nhưng mà ở đây ở động từ thì nó chỉ có hai thành phần thôi, tức là nó chỉ có số và ngôi, nó chỉ có số và ngôi thôi. Tính nữa sư. À, có tính, đúng rồi, danh từ hôm trước nó có tính, tức là nó có vị ngữ, có tính, có số, rồi có cách. Còn ở động từ thì nó chỉ có hai thành phần, tức là nó chỉ có số và ngôi. À, có số và ngôi. Số thì ở ngôn ngữ nào cũng vậy. Số thì nó có gì? Số ít, số nhiều. À, số thì có số ít, số nhiều. Nó giống như là ở dạng danh từ thôi. Số ít thì là y có quay chân á. Số nhiều thì là thu quay chân á. Số ít khi nào chủ từ, tức là danh từ nó sử dụng ở số ít. Danh từ nó chỉ một người, thì lúc giờ động từ được sử dụng ở số ít. Khi nào danh từ sử dụng ở hai người, thì động từ nó được chia ở số nhiều. À, như vậy thôi chứ không có gì. Số thứ hai là nói về ngôi. Ngôi thì có ba ngôi. À, ngôi thì có ba ngôi. Nó cũng giống như ở trong tiếng Anh, tức là nó có ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Nhưng mà trong tiếng Pali đó, trong tiếng Pali vì nó xài cái chữ là Pathama Purisa, Majjhima Purisa, Uttama Purisa, cho nên người ta dịch nó là ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng. Nó ngược với tiếng Anh, nó là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Cho nên nếu mình muốn theo tiếng Anh á, thì mình phải viết từ dưới lên. Tại tiếng Bali á, ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng là viết từ trên xuống. Còn nếu mình muốn xài theo tiếng Anh, thì mình phải viết từ dưới lên theo thứ tự của cái ngôn ngữ gốc của nó. Đó là bắt buộc. À, nếu mà mình muốn giữ lại ngữ gốc của người ta thì mình phải viết từ dưới lên. Dạ.
Còn nếu mà mình không hiểu cái ngôn ngữ gốc của người ta, mình chỉ biết theo tiếng Anh không á, thì mình biết từ trên xuống, cái đó mình không hiểu ngôn ngữ gốc của người ta. Còn nếu mình hiểu cái ngôn ngữ gốc của người ta đó, không ai dám biết từ trên xuống hết á. Tại cái ngôi thứ ba của chữ Pali là Pathamapurisat, là ngôi sơn, rồi ngôi trung, ngôi thượng, theo thứ tự từ trên xuống vậy trong tiếng Pali. Dạ, tức là ngôi thứ ba nó biết trước, rồi ngôi thứ hai nó biết ở giữa, ngôi thứ ba nó biết cuối cùng. Dạ, ngôi thứ ba nó biết cuối cùng. Ngôi thứ nhất nó biết cuối cùng chứ nó không biết trước. Nó khác với tiếng Anh, đó là ngôi thứ nhất được biết trước, rồi ngôi thứ hai thì biết ở giữa, ngôi thứ ba biết cuối cùng, nó biết ngược lại. Dạ. Cho nên ở đây mình biết theo cái ngôn ngữ Pali gốc, nên đến khi bản chia tương tự vậy. Nó khác ở danh từ. Ở danh từ thì nó có 8 cách, nhưng mà động từ thì nó chỉ có 3 ngôi. Số thì giống nhau, tức là có 2 số giống nhau, nhưng mà ngôi thì khác. Danh từ thì có 8 cách, nhưng mà động từ thì chỉ có 3 ngôi thôi, tức là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Thì đó là nói về động từ. Rồi, học về động từ tức là chúng ta phải học về thì của nó. Vậy trước tiên là chúng ta học về thì. Động từ thì chúng ta cũng có thì hiện tại. Ở trong Pali nó cũng có thì hiện tại, thì quá khứ, thì vị lai. Bây giờ hôm nay thì chúng ta học một chút về thì hiện tại, một phần nhỏ về thì hiện tại. Thì hiện tại ở trong chúng ta học về thì hiện tại mà nói về diễn tả hành động mà đang xảy ra. Dạ. Chỉ một phần nhỏ của thì hiện tại ở trong tiếng Pali đó là, tại ở trong tiếng Pali nó cũng có hành động đang xảy ra, hành động xảy ra thường xuyên. Thì hiện tại nói về sự thật hiển nhiên, nhưng mà trong bài học này thì chúng ta chỉ nói về thì hiện tại mà đang xảy ra. Thí dụ ở đây người ta cho thí dụ cho mình nè. Ahang aramangachami, tôi đang đi đến chùa. Thì ở đây là đang xảy ra. Đang xảy ra. Ahang aramangachami, tôi đang đi đến chùa. Thì ở đây là hiện tại mà đang xảy ra. Hoặc là câu 2. Câu 2 nhìn ở trong hình ảnh đó, thì mình có cái câu là Pupalo Rajaputang Aharati, Đức vua đang mang thái tử đến. Tức là trong lúc mà đức vua ông đang mang đứa bé đến, đang bồng đứa bé đến, đang mang thái tử đến, thì mình nhìn thấy trong hình ảnh đó mình viết cái câu này. Thì cái này là cũng là hiện tại đang xảy ra. Đang xảy ra. Thì đây là thì hiện tại ở trong tiếng Pali, hiện tại mà đang xảy ra. Thì để viết được cái câu này á, là mình phải nhớ cái bản của nó. Bản chi của nó mình thấy ở đây nè, hai cái động từ mặc dù nó thì hiện tại nhưng mà nó không giống nhau. Ở trên á, động từ gái cha mí, nhưng mà ở cái câu dưới nó lại là a ha ra tí. Chúng ta thấy là nó không giống nhau, động từ nó không giống nhau. Lý do nó không giống nhau là tại vì cái chủ từ nó không giống nhau. Chủ từ ở trên là a hang, ở dưới là phu pa lô. Cho nên muốn viết được cái câu này á, là mình phải thuộc cái bản chia của động từ. Và ở đây là bản chia của động từ mà chúng ta cần phải học nó. Đây là bản chia của động từ. Vì hôm nay chúng ta cứ học chia sơ qua cái đi, rồi có gì ngày mai chúng ta ôn lại thêm ha. Giờ sư sẽ đọc trước để mình tập chia. Có gì ngày mai chúng ta sẽ chia thêm. Giờ mình chia từ dưới lên giống như sư nói lúc nãy. Ở đây thì sư biết cả ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng, nhưng mà mình chỉ lấy một cách thôi, tại mình chọn cái nào chọn một cái thôi để nó bớt lộn xộn. Giờ mình học theo cái phương pháp hiện đại một tí, mình lấy theo ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba để cho mình quen, tại người ta cái từ ngữ quen sử dụng rồi mình sử dụng luôn cho nó quen, nhưng mà chịu khó đọc từ dưới lên. Bây giờ ở đây mình chọn động từ bay cho tí theo ở trong sách các bản văn phạn
văn phàm mẫu người ta đều chọn động từ bất chất tí để chia. Động từ bất chất tí là nấu. À, nấu. Và đây là cái danh từ á hăng mấy văn hồi nãy mà sư yêu cầu nhân xưng đại danh từ mà sư yêu cầu các tử mình thuộc lúc nãy đó. Á hăng là tôi đó, mấy văn là chúng tôi. À, hai danh từ mà sư nhân xưng đại danh từ mà sư yêu cầu thuộc lúc nãy của âm hát mà người ta chia ở đây. Dạ. Giờ mình tập chia ha. Ngôi thứ nhất số ít á hăng bái trà mí tôi nấu. Số nhiều mấy văn bái trà má chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai số ít toàn bái trà xí bạn nấu. Số nhiều tôm hê bái trà thác các bạn nấu. Ngôi thứ ba số ít so bái trà tí anh ấy nấu. Số nhiều tê bái trà tí các anh ấy nấu. À, thì mình thấy là người ta sẽ chia theo chủ từ ha, chia theo chủ từ. Rồi lần nữa, ngôi thứ nhất số ít a hằng bái trà mí tôi nấu. Số nhiều mấy văn bái trà má chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai số ít toàn bái trà xí bạn nấu. Số nhiều tôm hê bái trà thác các bạn nấu. Ngôi thứ ba số ít so bái trà tí anh ấy nấu. Số nhiều thê bái trà tí các anh ấy nấu. Rồi lần nữa, ngôi thứ nhất số ít a hằng bái trà mí tôi nấu. Số nhiều mấy văn bái trà má chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai số ít toàn bái trà xí bạn nấu. Số nhiều tôm hê bái trà thác các bạn nấu. Ngôi thứ ba số ít so bái trà tí anh ấy nấu. Số nhiều tê bái trà tí các anh ấy nấu. Rồi đó là bản chia của đồng từ. Thì khi mình chia được bản chia của đồng từ này thì mình sẽ chia được, mình sẽ viết được cái câu lúc nãy kết hợp với cái bản chia danh từ nam tánh hôm trước mình đã học, thì mình sẽ viết được cái câu này. À, rồi bây giờ ai chia được giơ tay lên tập chia thử đi, rồi có gì ngày mai chúng ta học thêm nữa. Ai chia được giơ tay lên tập chia thử. Đây thăm cá mời đi, thăm cá thấy được ba bốn người gì đó. Có một Phật tử Hảo Nguyễn à. Dạ bạch sư, con xin chia con xin chia. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bát trà mí. Ngôi thứ nhất số nhiều má văn mà nè, đọc theo cho đúng luôn. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bát trà mí tôi nấu. Số dạ. Nhiều má văn bát trà má chúng tôi nấu. Đọc cho đúng luôn. Vâng dạ. Dạ bạch sư, con xin chia lại ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bát trà mí tôi nấu. Ngôi thứ nhất má văn bát trà má anh các anh nấu. Chúng tôi nấu. Dạ. Ngôi số hai thứ hai số ít thoang bát trà xí anh ấy nấu. Số nhiều tâm hê bát trà bạn nấu. Dạ các bạn nấu. Tâm hê bát trà bạn nấu. Ngôi toàn bạn là nấu, bạn nấu. Dạ. Toàn bát trà xí là bạn nấu. Tâm hê bát trà thá là các bạn nấu. Ba số ít xô bát trà tí anh ấy nấu. Số nhiều tê bát trà tí bát chan tí là các anh ấy nấu ạ. Mới thì nó hơi lộn xộn tí nhưng mà được vậy là cũng giỏi rồi. Vậy là nắm bắt được khá nhanh. Rồi cảm ơn nhiều. Cô xin mời cô Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít a hằng bát chan mí là anh tôi nấu. Số nhiều má dần bát chan má là các chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai số ít toàn bát chà xí
bạn nấu, số nhiều tâm hề ba chất tha, các bạn nấu. Ngồi thứ ba, số ít số ba chất tí, anh ấy nấu, số nhiều tê ba chan tí, là các anh ấy nấu. Dạ con xin. Dạ. Con xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Ngồi thứ nhất, số ít ở hàng bát cha mí, tôi nấu. Số nhiều má giang bát cha má, chúng tôi nấu. Ngồi thứ hai, số ít toàn bát chát xí. Ngồi thứ hai, số nhiều tùm hề bát chát thá, các bạn nấu. Ngồi thứ ba, số ít xô bát chát tí, anh ấy nấu. Số nhiều tê bát chan tí, số nhiều bát chan tê bát chan tí, các anh ấy nấu. Con xin hết. Xin mời Phật tử Chi. Dạ con xin chia động tử bát chát tí. Ngồi thứ nhất, số ít á hằng bát cha mí, tôi nấu. Số nhiều má dăng bát cha má, chúng tôi nấu. Ngồi thứ hai, số ít toàn bát chát xí, anh bạn nấu. Số nhiều tùm hê bát chát thá, các bạn nấu. Ngồi thứ ba, số ít xô bát chát tí, anh ấy nấu. Số nhiều tê bát chan tí, các anh ấy nấu. Dạ con xin hết. Xin mời phần tử, con xin mời phần tử Kim Cúc. Bà sư, ngồi thứ nhất, số ít á hăng bát cha mí, là tôi nấu. Số nhiều má giang bát cha má, chúng tôi nấu. Ngồi thứ hai, số ít toàn bát chá xí, là bạn nấu. Tùm hê bát cha thá, các bạn nấu. Ngồi thứ ba, số ít xô bát chá tí, anh ấy nấu. Số nhiều tê bát chăng tí, là các anh ấy nấu. Con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, cho con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất, số ít a hằng ba cha mi, tôi nấu. Số nhiều ma yang ba cha ma, chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai, số ít toàn ba cha si, bàn nấu. Số nhiều tung hề ba cha tha, các bàn nấu. Ngôi thứ ba, số ít ba cha ti, anh nhảy số ba cha ti, anh nhảy nấu. Số nhiều tê ba cha ti, các anh nhảy nấu. Con xin hiểu dạ. Rồi. Nhưng mà Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con xin chia. Ngồi thứ nhất, số ít á hăng bát cha mí, là tôi nấu. Số nhiều má dăng bát cha má, là chúng tôi nấu. Ngồi thứ hai, số ít toan bát cha xí, là bạn nấu. Số nhiều là tung hê bát cha thá, là các bạn nấu. Ngồi thứ ba, số ít là xô bát cha tí, là anh ấy nấu. Số nhiều là tê bát căng tí, là các anh ấy nấu. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Con xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất, số bát cha mị, là tôi nấu. Số nhiều mai dăng bát cha mạ, là chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai, số ít toàn bát cha xị, là bàn nấu. Số nhiều tum hề bát cha thạ, là các bàn nấu. Ngôi thứ ba, số ít xô bát cha tị, là anh nhảy nấu. Số nhiều tê con xin nghỉ ạ. Xin mời Phật tử Phi Dương. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Con xin chia động từ bát cha tí. Ngôi thứ nhất, số ít á ham bát cha mí, là tôi nấu. Má dăng bát cha má, là chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai, số ít toàn bát cha xí, là
bạn nấu. Số nhiều là tum he bát cha thá, là các bạn nấu. Ngôi thứ ba số ít so bát chá tí, là anh ấy nấu. Ngôi số nhiều là tê bát chan tí, là các anh ấy nấu. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Con xin mời Phật tử Hương Nguyễn ạ. Dạ, dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Động từ bát chan tí, ngôi thứ nhất số ít a hằng bát chan mí, tôi nấu. Ngôi thứ nhất số nhiều ma dâm bát chan má, chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai tam bát cha xí, bạn nấu. Ngôi thứ hai số nhiều tum hề bát cha tha, các bạn nấu. Ngôi thứ ba số ít so bát cha tí, anh ấy. Ngôi thứ ba số nhiều tê bát cha tí, các anh ấy nấu. Dạ con xin hết ạ. Tôi xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Con chia động từ bát cha tí. Bát cha tí ở ngôi thứ nhất ạ. A hăng bát cha tí là tôi nấu. Ma răng bát cha má là chúng tôi nấu ạ. Ngôi thứ số ít là toang bát cha xí là các bạn nấu ạ. Số nhiều là tum he bát cha thá là các bạn nấu ạ. Ngôi thứ ba số ít là so bát cha tí là anh bạn anh ấy nấu ạ. Và số nhiều là tê bát cha tí là các anh ấy nấu ạ. Dạ con xin hết ạ. Rồi, mời Phật tử Tuyết Ngọc. Thưa sư, con xin chia động từ ạ. Ngôi thứ nhất số ít a hăng bát cha mí là tôi nấu. Số nhiều là mai văng bát cha má là chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai số ít là toang bát ca xí là bạn nấu. Số nhiều là tum hê bát cha thá là các bạn nấu. Ngôi thứ ba số ít so bát cha tí là anh ấy nấu. Số nhiều tê bát cha tí là các anh ấy nấu. Thư sư hết ạ. Tôi xin mời cô Tấm biểu hiện ạ. Dạ thư sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít a hằng bát cha là tôi nấu. Số nhiều là má dân bát cha má. Ngôi thứ hai số con xin lỗi là chúng má dân bát cha má có nghĩa là chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai số ít là toàn bát cha xí là bạn nấu. Số nhiều là tum hê bát cha thá là các bạn nấu. Ngôi thứ ba số ít là so bát cha tí là anh ấy nấu. Số nhiều là tê bát cha tí là các anh ấy nấu. Nhà con xin hết. Thế mà Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư, con chia nè. Ngôi thứ nhất a hăng bát cha mí là tôi nấu. Số nhiều là má dân bát cha má là chúng tôi nấu. Ngôi thứ hai số ít là toan bát cha xí là bạn nấu. Số nhiều là tâm hê bát cha thá là các bạn nấu. Ngôi thứ ba số ít là so bát cha tí là anh ấy nấu. Số nhiều là tê bát cha tí là các anh ấy nấu. Là thưa sư con hết. Xin mời Phật tử An Trần.
Dạ thưa sư, con xin chia động từ phát chát trí thì hiện tại ngôi thứ nhất số ít a hằng phát chà mí là tôi nấu, số nhiều má dâm phát chà má là chúng tôi nấu, ngôi thứ hai số ít toàn phát chà xí là bạn nấu, số nhiều tùm hề phát chá thác là các bạn nấu, ngôi thứ ba số ít số phát chá tí là các anh ấy nấu, là anh ấy nấu, số nhiều tê phát chá tí là các anh ấy nấu. Dạ thầy sư còn hết. Xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít A Hằng Bát Cha Mí tôi nấu, số nhiều Mai Giang Bát Cha Má chúng tôi nấu, ngôi thứ hai số ít Tây Quanh Bát Cha Xí bạn nấu, số nhiều Tum Hê Bát Cha Thá các bạn nấu, ngôi thứ ba số ít Sô Bát Cha Tí anh ấy nấu, số nhiều Tê Bát Cha Tí các anh ấy nấu. Dạ xin hết ạ. Xin mời Phật tử Sa Nguyễn. Xin mời Phật tử Sa Nguyễn. Bà sư, con xin đọc ạ. Con xin chia động từ Bát Xá Tí ở ngôi thứ nhất số ít là Á Hâm Bát Chá Mí là tôi nấu, số là Mai Dân Bát Chá Má là chúng tôi nấu, ngôi thứ hai số ít là Tom Bát Chá Xí là các bạn nấu, số nhiều là Thung Hê Bát Chá Thá là các bạn nấu, ngôi thứ ba số ít là Sô Bát Chá Tí là anh ấy nấu, số nhiều là Thê Bát Chá Tí là các anh ấy nấu. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Thăm Mi Cá Liễu. Dạ sư sư, con xin được chia động từ Bát Chá Tí, ngôi thứ nhất số ít Á Hằng Bát Chá Mí là, số nhiều Má Râm Bát Chá Má là ban nấu, chúng tôi nấu, ngôi thứ hai số ít Toàn Bát Chá Xí là bạn nấu, số nhiều Tum Hê Bát Chá Thá các bạn nấu, ngôi thứ ba số ít Sô Bát Chá Tí anh ấy nấu, số nhiều Tê Bát Chá Tí là các anh ấy nấu. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít A Hằng Bát Chá Mí là tôi nấu, số nhiều là A Dăng Bát Chá Má chúng tôi nấu, ngôi thứ hai số ít Thần Phá Cha Xí bạn nấu, Tâm Hê Phá Cha Thá các bạn nấu, ngôi thứ ba số ít Sô Phá Cha Tí anh ấy nấu, Tê Phá Cha Tí các anh ấy nấu. Thầy con xin hết. Thầy thương xin hết rồi ạ. Rồi bây giờ chúng ta nghe đọc lại rồi về tập chia rồi chúng ta nghỉ ha. Người thứ nhất số ít A Hằng Bát Chá Mí tôi nấu, số nhiều Mai Giang Bát Chá Má chúng tôi nấu, Bát Chá Xí bạn nấu, Tum Hê Bát Chá Thá các bạn nấu, người thứ ba số ít Toàn Bát Chá Tí anh ấy nấu, số nhiều Tê Bát Chá Tí các anh ấy nấu. Rồi lần nữa,
Ngôi thứ nhất số ít A Hằng Bát Chà Mí. Tôi nấu số nhiều Ma Văn Bát Chà Má. Chúng tôi nấu ngôi thứ hai số ít Toàn Bát Chà Xí. Bạn nấu số nhiều Tôm Hê Bát Chà Thác. Các bạn nấu ngôi thứ ba số ít So Bát Chà Tí. Anh ấy nấu số nhiều Tê Bát Chà Tí. Các anh ấy nấu. Rồi đó là phần bài học ngày hôm nay. Về chúng ta tập bài học ngày hôm nay thì chủ yếu là chúng ta nhớ cái bảng chia này, nhớ cái bảng chia này để phần cuối bài học chúng ta có một bảng, có một bài tập liên quan đến phần động từ. Với thì hiện tại, nhớ thì hiện tại đang diễn ra, chủ yếu là cái bảng chia này, ứng dụng cho cái bảng thì hiện tại cũng để ứng dụng cho cái bảng chia này. Bây giờ Phúc Vị Trung để mình kết thúc cho cái buổi học ngày hôm nay ha. Mời cô Phúc Vị Trung. Dạ, chúng con xin được tri ân những lời giảng của sư. Chúng con sẽ cố gắng tu học để có được sự lợi ích, sự an vui cho đời này và đời mai sau. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin thay mặt các bạn đạo trong xin đọc kinh hồi hướng. Akasatha chathamma tha devanaga mahitika bonyang no anumodanto chirang rakanto sasanang Akasatha chathamma tha devanaga mahitika bonyang no anumodanto chirang rakanto no garo Akasatha chathamma tha devanaga mahitika Bunyang no anumodanto chirang rakkhanto nyatayo Akasatha chathamma tha devanaga mahitika Bunyang no anumodanto chirang rakkhanto panino Akasatha chathamma tha devanaga mahitika Bunyang no anumodanto chirang rakkhanto no sada Y đăng qua tân ô bôn nhang sa qua khai gia qua hằng hòn tu ana gà tê ca lê sa thú sa thú sa thú sa thú. Chúng con kính chúc sư được khỏe, kính chúc sư một đêm an lành ạ. Chúng con kính tri ân sư cả pháp nhiên đã cho phép mở dung này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập trau dồi Phật pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý, Phú Định, quận 6 mở được dung này. Nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho Phật pháp được trường tồn. Sa thú sa thú sa. Xin mời xin mời quý vị trở lại lớp Bali này vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Sa thú sa thú. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, con kính chào sư ạ. Chư ân sư ạ. Rồi mà cảm kính chào sư ạ. Cảm tri ân ngồi chào sư ạ. Tập đánh chữ Bali nha. Tập đánh chữ Bali từ từ trên máy.